Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống là chương phóng sự chuyên đề bàn đến vấn đề phục hồi và kích cầu du lịch Hưng Yên thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới. Cuối chương trình mục Nét đẹp xứ Nhãn là câu chuyện về mô hình dạy học 2 trong 1 ở huyện Phù Cừ. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc mở cửa du lịch hoàn toàn, từ ngày 15 tháng 3, tỉnh Hưng Yên đã cho phép đón khách du lịch, đồng thời ban hành kế hoạch kích cầu phục hồi hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới với thông điệp Hưng Yên điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Các di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được mở cửa trở lại chính là cơ hội phục hồi và phát triển du lịch Hưng Yên sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngay sau khi được phép mở cửa từ ngày 15 tháng 3, khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến, thành phố Hưng Yên đã thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban Quản lý Di tích đã phân luồng lối vào và lối ra riêng rẽ để tránh tập trung đông người, tăng cường tuyên truyền thông điệp 5K qua các tấm biển, pano và qua hệ thống loa truyền thanh của di tích. Hầu hết khách tham quan đều tuân thủ quy định phòng chống dịch của ngành chức năng. Các cái phần phân luồng rồi để giãn cách là mình thấy là rất là đảm bảo và có cái khai báo y tế cũng như là khử khuẩn rất là tốt, nên là mọi người đều thực hiện rất tốt 5K và nên là đến cũng thấy yên tâm. Nhiều di tích, điểm du lịch vốn thu hút đông du khách tham quan chiêm bái dịp đầu năm như khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu cũng đã bắt đầu đón du khách sau một thời gian dài đóng cửa phòng dịch. Tại Đền Đậu An, một điểm du lịch nổi tiếng của Hưng Yên, chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón du khách song song với đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ cùng với Ban Quản lý Di tích của huyện và của tỉnh sẽ xây dựng các cái trang web tuyên truyền truyền miệng qua nhiều hệ thống thông tin bằng nhiều biện pháp để là du khách về chiêm ngưỡng, chiêm bái cái nét đẹp của khu di tích Đền Đậu An. Theo tổng hợp của Ban Quản lý Di tích xã An Viên, từ khi mở cửa trở lại, mỗi ngày di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An đón từ 300 đến 500 du khách đến tham quan, chiêm bái, đa số là khách ở ngoài tỉnh. Dự báo số lượng du khách sẽ tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt là dịp lễ hội vào đầu tháng 4 âm lịch. Lượng du khách đến Hưng Yên ngày một tăng là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Hưng Yên để thực hiện mục tiêu kích cầu, phục hồi du lịch, thích ứng an toàn trong tình hình mới. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và những điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút khách du lịch về Hưng Yên, góp phần phục hồi và phát triển du lịch Hưng Yên trong trạng thái bình thường mới. Sau một thời gian dài phải tạm dừng hoạt động, từ ngày 15 tháng 3, công ty du lịch Phương Việt, một công ty lữ hành chuyên tổ chức tour du lịch đón khách về Hưng Yên đã bắt đầu quảng bá, chào hàng các tour du lịch Hưng Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công ty đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ tổ chức khoảng 20 tour về Hưng Yên với sản phẩm chính là du lịch tâm linh và du lịch trải nghiệm vườn nhãn. Du lịch mở cửa là cơ hội cho doanh nghiệp du lịch khôi phục hoạt động kinh doanh. Rất là vui mừng khi chủ trương của nhà nước và của tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo kịp thời để cho khôi phục ngành du lịch được phát triển. Công ty chúng tôi đã triển khai kế hoạch chào mời đến tất cả các khách tiềm năng và các khách quen cũ, và người ta cũng rất là có nhã ý để người ta về Hưng Yên, và cũng tuần sau là tôi đã có 3 đoàn khách để đón về địa bàn Hưng Yên rồi. Các làng nghề truyền thống gắn với điểm du lịch ở Hưng Yên vốn thu hút đông khách như làng nghề Đan Đó, thôn Tất Viên, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, làng nghề Hương Cao Thôn, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, trang trại gà Đông Tảo, huyện Khoái Châu, làng nghề Chạm Bạc, huyện Lai, huyện Ân Thi, làng nghề Đúc Đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm cũng đã sẵn sàng đón khách trở lại bằng việc đẩy mạnh quảng bá, đưa ra nhiều loại hình tham quan trải nghiệm độc đáo để thu hút du khách. Sự đổi mới và tham gia tích cực của các doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch là yếu tố quan trọng để từng bước phục hồi du lịch Hưng Yên, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Mở lại các hoạt động du lịch, ngành du lịch tỉnh Hưng Yên đề ra mục tiêu trong năm 2022 sẽ đón khoảng 500.000 khách du lịch. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cần phải được đẩy mạnh và có những giải pháp hiệu quả. Ngay trong tháng 3 và đầu tháng 4, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ có những hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến, kết nối tour du lịch tại một số tỉnh phía Bắc.
đơn vị cũng chủ động là xúc tiến quảng bá ngoài tỉnh đối với tham gia cái việc tham gia là cái hội chợ VITM, hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội vào từ 31 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4 và cái hội chợ thương mại du lịch của Ninh Bình. Bên cạnh đó thì trung tâm sẽ xây dựng cái việc tổ chức cái lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch và xây dựng các cái kế hoạch xúc tiến điểm đến tại một số các cái điểm du lịch trong tỉnh, ví dụ như đền Đậu An hay là đền Đa Hòa hay là đền Mẫu. Trong hoạt động xúc tiến quảng bá thì đơn vị cũng sẽ chủ động để liên kết phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các cái chương trình liên kết tour tuyến. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá để đưa khách du lịch trong và ngoài nước về Hưng Yên, ngành du lịch phát động phong trào người Hưng Yên đi du lịch Hưng Yên, khuyến khích cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh tham quan, tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, trọng tâm trong thời gian tới là tổ chức phương án đón khách du lịch an toàn gắn với đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Mặt khác, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng các sản phẩm du lịch để kích cầu thị trường. Các cái cơ sở khu điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh cũng như các cái cơ sở lưu trú và các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung là thực hiện nghiêm cái công tác vệ sinh khử khuẩn rồi công tác an ninh an toàn, đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện cần thiết. Cố gắng là trong năm nay thì Hưng Yên sẽ đón khoảng trên 500.000 lượt khách du lịch đến với Hưng Yên. Hưng Yên có lợi thế về du lịch tâm linh với nhiều di tích nổi tiếng và du lịch tham quan trải nghiệm vườn nhãn, vườn cam, trại gà Đông Tảo, các làng nghề truyền thống, vốn là điểm đến ưa thích của du khách trong nước. Chính vì thế, ngành du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần phát huy, khai thác hiệu quả những lợi thế đó để từng bước đưa ngành du lịch Hưng Yên phục hồi và phát triển trong thời gian tới. Từ ngày 15 tháng 3, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh được trở lại trường. Và để thích ứng trong tình hình mới, khi học sinh thuộc diện F đang có chiều hướng gia tăng, nhiều trường trên địa bàn huyện Phù Cừ đã tổ chức học theo mô hình 2-1, tức là vừa dạy trực tuyến, vừa dạy trực tiếp trong cùng một tiết học. Và sau đây, mời quý vị cùng đến với những lớp học đặc biệt này. Đây là hình ảnh của một lớp học đặc biệt tại trường tiểu học Quang Hưng. Không chỉ có bảng đen phấn trắng, mà việc giảng dạy của giáo viên còn cần đến các thiết bị điện tử khác như camera, mic, máy chiếu, máy tính và phần mềm Teams để kết nối với học sinh học online tại nhà. Trong một bài, chúng tôi phải xây dựng tới 2 phương án dạy học. Những phương án phù hợp với những em học trực tiếp tại lớp và những phương án phù hợp với những em đang học trực tuyến ở nhà. Làm sao đảm bảo được các em phải nắm được vững kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần đạt. Nhà trường đã chuẩn bị kỹ các cái phương án dạy học, đồng thời chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất để tổ chức được cái việc dạy 2-1 sao cho có hiệu quả cao. Ngoài ra để các em đến trường một cách an toàn thì nhà trường tuyên truyền học sinh thực hiện tốt 5K. Mặc dù trong những ngày vừa qua không được đến trường gặp gỡ bạn bè, thầy cô do phải điều trị Covid-19, nhưng em Nguyễn Đăng Khoa, học sinh trường trung học cơ sở Trần Cao vẫn tích cực tham gia tất cả các tiết học qua màn hình máy tính. Em được nhà trường và các thầy cô quan tâm, các bài giảng của thầy cô truyền qua tim em đều tiếp thu tốt. Em hy vọng chóng khỏe để được trở lại trường và học trực tiếp với các bạn ạ. Khác với lớp học trực tuyến trước đó, với lớp học 2-1, cô giáo Nguyễn Thị Lan, trường trung học cơ sở Trần Cao cũng như những giáo viên khác phải cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò khác nhau khi vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến. Khó khăn hơn cả là cái việc phân vai để đảm bảo vừa hướng dẫn học sinh học trực tiếp, vừa hướng dẫn học trực tuyến. Cái việc chia sẻ màn hình hay là chia sẻ cam là phải hết sức phù hợp, linh hoạt để học sinh học trực tiếp có thể đón nhận được tất cả các hoạt động đang diễn ra ở trên lớp. Trong một thời gian dài học online thì hôm nay được đến trường gặp các thầy cô, các bạn cảm thấy rất là vui. Em thấy cảm thấy học trực tiếp rất hiệu quả. Nếu trường có nhiều giáo viên là F0, F1 thì chúng tôi đã chuẩn bị phương án đó là giáo viên sẽ phải dạy trực tuyến tại nhà.
học sinh học trực tiếp tại lớp, chúng tôi sẽ bố trí giáo viên quản sinh và các em sẽ tiếp thu qua màn hình camera để các em nắm được kiến thức, đồng thời là đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tính đến nay, huyện Phú Cừ đã ghi nhận trên 1.800 học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc diện F0, F1 phải điều trị, cách ly tại nhà. Vì vậy, dù 2 trong 1 là mô hình mới nhưng phù hợp trong bối cảnh hiện nay để quá trình học tập của học sinh không bị gián đoạn do dịch bệnh, đảm bảo chất lượng giáo dục. Cơ bản là ngành giáo dục đào tạo huyện Phú Cừ đã thích ứng rất là tốt với việc dạy học 2 trong 1. Tuy nhiên, hiện nay thì cũng vẫn còn 1-2 trường còn lúng túng. Xác định trong khoảng thời gian tới thì phòng giáo dục đào tạo huyện Phú Cừ sẽ tiếp tục sát sao hơn và sẽ thích ứng với cái hình thức dạy học 2 trong 1. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.